Hello các anh em, trong cái video cuối cùng của mình năm 2023 thì mình sẽ làm một cái video khoe của. Mình sẽ khoe với các anh em một số trái nước hoa mà mình thấy rằng nó ngon, thơm và quyết định rằng phải backup ngay trước khi nó biến mất khỏi thị trường. Tất nhiên thì trong một video mình không thể nào mà show được hết cho các anh em. Tuy nhiên, một vài chai thì không có vấn đề gì cả. Và anh em hãy ngồi thư giãn và chuẩn bị thèm thuồng ghen tị với mình đi nha. Ok, let's go. Ok các anh em, trái nước hoa đầu tiên đó là Dior Homme Intense. Và hiện nay mình đang sở hữu hai batch. Đó là một batch 2015 và một batch 2011. Thực sự mà nói thì mọi người thường nói rằng đời batch càng sâu thì càng ngon, nhưng với Dior Homme Intense thì không phải là như thế. Với cá nhân mình thì mình thích những cái bản 2015 hơn là bản 2011, bởi vì bản 2011 nó có một cái thiên hướng giống với, có một nét gì đấy của Dior Homme Perfume. Cái tông phấn nó không đậm đà như là bản 2015, mà cái bản 2011 thì nó kiểu như có một cái gì đấy nó giống da thuộc ấy, của Dior Homme Perfume. Cho nên mình lại thích cái bản về sau này hơn là bản đời đầu. Tuy nhiên thì nó chỉ là cái quan điểm cá nhân. Còn lại thì cái chủ đề chính ở đây đó là mình đang sở hữu 2011 và 2015 Dior Homme Intense. Ok. Thứ hai chắc chắn rồi, đó là tình yêu mùi hương của mình, đó là Yves Saint Laurent Line du Dôme. Hiện nay thì mình đang sở hữu 3 chai Line du Dôme 2011 và hai chai 2015. Đó thì chúng ta đều biết rồi, đây là một tông mùi kết hợp rất là tuyệt vời giữa oải hương và bạch đậu khấu, tạo nên một cái tông mùi quá là sexy, quá là thơm. Chai nước hoa này xịt ban đêm thì bá đạo. Nhất là cái bản 2011 này thì mình cảm thấy nó nồng nàn hơn. Bám mùi thì nói thật là cũng không có gì khác nhau là mấy. Tuy nhiên thì bản cũ thì đúng là nó càng sâu thì nó càng thơm hơn. Và nói chung là đến hiện tại mình đang rất là hài lòng khi mà mình đang có may mắn sở hữu được 3 chai Line du Dôme. Cầm này phải hết sức cẩn thận, rời cái thì chết. Đó, 3 chai, một chai bản 2011 và hai chai 2015. Ok. Tiếp theo nữa đó là Fleur de Mai. Mình cũng đang có hai chai mùi hoa Neroli. Có nghĩa là không có một chai nước hoa nào có cái nét tương đồng với chai nước hoa này. Và mình cũng nói chung là mình cũng cảm thấy mình may mắn khi mà đã kịp thời sở hữu hai chai nước hoa của nhà Jean Paul Gaultier. Hiện nay thì chúng ta vẫn có thể tìm được, nhưng mà với cái giá nó rất là chát, nó rất là cao. Còn mình thì mình may mắn cái thời điểm mình sở hữu hai chai này thì nó vẫn ở mức chấp nhận được. Đó, còn lại bây giờ thì nó hơi cao một tí nhưng chúng ta vẫn có thể tìm được. Mặc dù vậy thì cái giá của nó cũng rất là cắt cổ. Ok. Nữa đó là DZ Fuel of Life, một cái tông mùi quả mâm xôi. Như chúng ta đều đã biết thì hiện nay thì cái bản này nó đã bỏ cái túi này đi, bỏ cái túi này đi, trắng trơn luôn. Và mình đã nhanh tay nhanh mắt, đó, nhanh tay nhanh mắt thì mình đã kịp thời backup một chai có túi để mà dự phòng. Bởi vì mình nghĩ rằng bây giờ để kiếm bản có túi cũng hơi khó. Do vậy mình đã kịp thời backup thêm một chai của DZ Fuel of Life bản có túi. Ok. Cái mùi hương này thì anh em nào tuổi teen ấy, hoặc trẻ trung thanh niên mà muốn một cái mùi hương sexy thì không phải hỏi. Mình nói quá nhiều về mùi hương này rồi. Nữa đó là Guerlain L'Homme Idéal EDT, tông mùi hạnh nhân. Trong cái line Guerlain L'Homme Idéal này thì mình thích nhất là cái bản EDT. Và mình đã kịp thời có thêm một em nữa để mà cho nó có anh có em. Mình thấy là bây giờ cái bản mới thì mình cũng chưa được có dịp ngửi, nhưng mà phiên bản EDP thì đúng là nó khác so với bản có viền. Cho nên là mình nghĩ rằng bản không viền của EDT nó cũng sẽ khác. Ở mức độ nào thì mình không biết. Tuy nhiên thì hiện tại mình cũng nói chung là mình cũng hài lòng. Hai chai này thì nếu mà ít dùng thì nói chung là cũng để ba ngửi chứ ba không ăn ấy, thì cũng rất là ok. Nữa đó là Perry Ellis Wood Black Vanilla Absolute. Một mùi hương vani kinh điển đối với mình. Mình không nói là tất cả mọi người đều phải đồng ý với mình, nhưng đối với mình thì đây là một mùi hương vani kinh điển. Và với tiếc là chai nước hoa này đã đi rất là lâu, mà để tìm chai nước hoa này cực kỳ khó. Cho vậy
mình cũng may mắn chị đã kịp thời backup thêm một chai nước hoa nữa để mà cây gối đầu giường ngửi. Và có một cái nữa thì mình cũng có một cái may mắn là mình sở hữu bản backup này không hề là quá đắt, giá rất là dễ chịu, thì nói chung là mình hài lòng, không đến mức mà gọi là phải nghiến răng. Một mùi hương vani út tuyệt tuyệt vời, và nói chung là nhờ các cụ thương phù hộ nên backup được thêm một chai đó. Tiếp theo nữa đó là Candle Airborne. Đối với mình thì đây là một mùi hương mật ong tuyệt vời, không có gì để phải chê trách cả. Còn thì anh em thì chúng ta mỗi người có một cái quan điểm khác nhau, đến hoa hậu còn người khen kẻ chê thì nói gì nước hoa. Xịt mùa đông thì em này có quá đẹp luôn, không có gì để nói cả. Một mùi hương vani mật ong tuyệt vời. Nói chung là hai chai này là đủ để mà nhẩm nha xài. Ok. Và cuối cùng đó là Banana Republic Tonka Tobacco and Tonka Bean. Mình thấy rằng có một số các anh em trong Nam nói chung là hơi vội vàng khi mua chai nước hoa này, bởi vì mùi hương này nó chỉ hợp ngoài Bắc lạnh, xài trong Nam thì đúng là hơi bị mệt. Đối với mình đây là một chai nước hoa nói thế nào nhỉ, đáng tiền. Mình nghĩ là như thế, đáng tiền, xứng đáng để có trong bộ sưu tập. Và nữa là nó chỉ phù hợp trong mùa lạnh thôi, chứ còn nếu mà để mà nóng thì trong Sài Gòn, ví dụ trong Nam, nói tóm lại trong Nam thì các anh em xài chai nước hoa này khá là đau đầu, kiểu như thế. Thì vừa xong mình chỉ giới thiệu xe qua cho các anh em một chút những chai nước hoa ngon và mình đã kịp thời backup, gọi là khoe với các anh em video cuối năm, khoe với các anh em. Thì cái video cuối cùng của mình năm 2022 đã hết. Rất hy vọng các anh em giữ sức khỏe, đón một cái Tết vui và chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong năm 2023. Còn bây giờ anh em mình chào tạm biệt và bye bye.